Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, tiếp tục với nội dung là khả năng xảy ra của một sự kiện. Bài học của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần luyện tập và chúng ta sẽ vào bài luyện tập số 2. Trên đây chính là bài luyện tập số 2. Bài luyện tập số 2 của chúng ta như sau. Việt có một xúc xắc tự làm. Khi quan sát từ hai hướng, ta thấy 6 mặt của xúc xắc đó như hình vẽ. Ở đây là xúc xắc tự làm. Và khi quan sát hai hướng, ta thấy 6 mặt của xúc xắc như hình vẽ. Vậy nếu Việt gieo xúc xắc đó một lần và quan sát mặt trên của xúc xắc, sự kiện nào có thể xảy ra? Đây là khi mà chúng ta quan sát từ một hướng nhé. Chẳng hạn như đây là một con xúc xắc thì chúng ta quan sát một hướng thì trực diện chúng ta nhìn vào là chỉ thấy ba mặt, đúng chưa nào? Và khi quan sát từ hai hướng thì chúng ta xoay sang hướng bên thì chúng ta lại nhìn thấy ba mặt ở hướng bên bên đối diện. Vậy nếu Việt gieo con xúc xắc nó một lần và quan sát mặt trên tức là mặt chúng ta nhìn trực diện vào con xúc xắc đó thì sự kiện nào có thể xảy ra? Ở đây có hai mặt. Vậy thứ nhất, khi con xúc xắc hướng về mặt trên thì có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt có chấm đỏ này, con ốc sên và chiếc lá, đúng chưa nào? Trường hợp 2 là nếu con xúc xắc có mặt trên là hình màu vàng này, cái kẹo này và chiếc bút chì. Vậy có hai khả năng có thể xảy ra khi Việt gieo con xúc xắc đó một lần. Khả năng thứ nhất, mặt trên chính là mặt này. Khả năng thứ hai, mặt trên chính là mặt này. Vậy có hai sự kiện có thể xảy ra. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã trả lời được cho câu hỏi ở bài học luyện tập số 2 và đã giúp Việt tìm hiểu và quan sát và có thể nhận thấy được khả năng có thể xảy ra ở con xúc khi gieo con xúc sắc này. Các bạn thân mến, vậy là bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh cho mình nhé, đồng hành với mình ở những bài học tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.